Vâng, xin chào các anh chị các bạn. À, xin chia sẻ với các anh chị các bạn cái video bài học này. Và bài học này thì tôi cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn các anh chị và các bạn cái cách thức mà chúng ta sẽ có thể xây dựng thương hiệu cá nhân trên internet thông qua công cụ là email marketing hoặc là email. Thế thì đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu email marketing là gì. Thì email marketing tức là chúng ta sẽ sử dụng công cụ email để chúng ta làm marketing cho bản thân cho chúng ta, đúng không? Thông thường thì chúng ta vẫn hay nhận được các cái email giới thiệu chào hàng sản phẩm dịch vụ gì đó hay là khuyến mại hay ra mắt hay launching cái sản phẩm gì đó hay là update một cái gì đó, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chính cái dịch vụ email marketing đấy để chúng ta làm thương hiệu cho chính chúng ta. Thế thì khi mà sử dụng email marketing thì sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng các cái free email, thí à, dụ như Gmail hay là Hotmail À, hay là những Yahoo mail mà các chị và các bạn đang sử dụng Chúng ta hoàn toàn cũng có thể sử dụng cái uh, free mail đó để gửi cho mọi người à, hàng ngày chúng ta có thể gửi cho 30 người hay 50 người hay 100 người Những cái bài viết của chúng ta mà chúng ta đăng lên trên Facebook rồi Hay là chúng ta đăng lên website rồi Thì chúng ta sử dụng thêm công cụ email marketing để chúng ta đẩy Để cái bài viết đấy nó đi xa hơn, đi nhanh hơn và nó tiếp cận được nhiều người hơn Và nó cũng thêm một cái phương thức để mà đa phương tiện cho khách hàng của chúng ta hoặc là cho những cái bạn đọc của chúng ta có thể tiếp cận được website hoặc là YouTube hoặc là kênh Zalo của chúng ta là rất là tốt chúng, anh chị hiểu chưa ạ nhược điểm của việc là gửi free mail như này thì một là nó có thể là rơi vào spam nhiều hai là chúng ta gửi được ít cái lượng data thế nhưng mà nếu mà chúng ta cứ thường xuyên hàng ngày chúng ta gửi ba mươi người 50 người 100 người thì cũng sẽ liên tục liên tục như vậy khi nào họ sẽ báo spam thì thôi còn không thì chúng ta cứ gửi như thông thường được chưa? À, thứ hai nữa chuyên nghiệp hơn thì chúng ta sẽ sử dụng email marketing trả phí à, email marketing trả phí tức là chúng ta sẽ mua một cái dịch vụ email marketing nào đó thí dụ trên thị trường có rất là nhiều các dịch vụ email marketing như là respon hay là iContext, hay là constant contact hay là uh, Sendinblue đúng không ạ à, rất nhiều các bạn có thể search từ khóa google là email marketing service chúng ta tìm cái từ khóa đó à, trên uh, công cụ tìm kiếm là chúng ta sẽ ra ngay rất nhiều các dịch vụ và các dịch vụ trả phí thì chúng ta phải trả à, từ 10 đến 15, 20 hoặc là nhiều hơn nữa à, số đô la mà chúng ta phải trả cho hàng tháng thông thường hiện nay khoảng độ 15 đến 20 đô la trong cái dịch vụ này hàng tháng và chúng ta có thể gửi cho khoảng độ một vạn subscriber tức là những người mà đăng ký nhận email của chúng ta à, thế thì lúc này à, các bạn sẽ phải học thêm cái chương trình về email marketing nữa à, vì cái thời lượng không cho phép à, nên là tôi À, không thể hướng dẫn cho các bạn được bởi vì nó cũng sẽ à, rất là là chi tiết hoặc là nếu các bạn không thì các bạn có thể tự học bằng cách là các bạn sẽ xoay up các cái tài khoản free hoặc à, tài khoản dùng miễn phí à, 14 ngày hoặc là một tháng đầu của các dịch vụ email marketing trả phí sau đó các bạn bắt đầu là à, học cách làm quen làm quen sau đó đến cái tháng sau thì các bạn mới sử dụng cái dịch vụ trả phí hàng tháng thế thì khi mà gửi email marketing như vậy thì chúng ta phải học đúng không ạ chúng ta phải tạo danh sách, à, chúng ta phải gửi à, email, chúng ta phải đặt chế độ phản hồi hoặc là chúng ta sẽ phải à, xem các cái chỉ số đánh giá về email marketing như thế nào. thì toàn bộ những cái đó tôi sẽ có một cái khóa học là email marketing à, smart and pro tức là à, gửi email marketing thông minh và chuyên nghiệp đấy. một cái khóa học mà tôi cũng có khoảng tầm à, 25 video các bài học rất là chi, chi tiết như thế này cũng giống như là cái khóa học mà xây dựng thương hiệu cá nhân mà các bạn đang học ở đây cũng gồm khoảng 20 cái bài học rất là chi tiết đúng không thế nhưng mà tôi sẽ không trình bày chi tiết là cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng email marketing dưới dạng kỹ thuật bởi vì là như vậy chúng ta sẽ lại cần rất là nhiều thời gian nữa và chúng tôi sẽ nói về cái cách là chúng ta sẽ sử dụng email marketing để chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào ok rồi đầu tiên là chúng ta sẽ cần có một cái dịch vụ email marketing trả phí chúng ta sẽ up, mua cái dịch vụ đó được chưa thứ hai là chúng ta cần phải tạo ra danh sách những người nhận email À, thứ ba đó là chúng ta phải tạo ra các bài viết và các bài viết lúc này thì thông thường là chúng ta đã viết trên facebook rồi hoặc là viết trên website cá nhân rồi hoặc là có thể là cái video trên kênh youtube rồi à, đó chính là những cái hệ sinh thái mà chúng ta đã tạo dựng các cái nội dung media trên đó sau đó thì chúng ta sử dụng email để chúng ta đẩy đến những cái người nhận của chúng ta thí dụ như bạn đồng nghiệp thí dụ như khách hàng thí dụ như là những cái data mà chúng ta thu thập được ở trên mạng hoặc là người ta đăng ký ở trên website của chúng ta Thế thì chúng ta đẩy bài viết đến à thí dụ như là 10 bước để xây dựng thương hiệu cá nhân, bước 1, bước 2, 3, 4, 5, 6 này, viết rất là hay chi tiết, kèm theo hình ảnh, kèm theo video minh họa, kèm theo quà tặng. Sau đó tôi mới bắt đầu tôi dùng email marketing tôi đẩy. Tôi đẩy đến khoảng một vạn người à, người ta nhận cái email marketing của tôi. Vậy tôi giả sử rằng nó có khoảng độ 30% số người đó sẽ mở email à, thì tôi sẽ có 30.000 người sẽ mở email của tôi trong 30.000 người đó sẽ đọc hết các cái bài viết của tôi và có những người sẽ truy cập vào website của tôi à, sẽ từ đó sẽ tăng được lượt truy cập cho website và cũng làm cho sale của web tốt hơn và cũng làm cho thương hiệu thêm đa dạng thêm à, củng cố khi người ta đọc trên email người ta đã biết rằng ờ à, anh Phan Anh anh vừa gửi cho chúng ta một cái bài là 10 bước xây dựng thương hiệu cá nhân rất là hay mà biết bởi anh gì đấy và như vậy người ta sẽ rất là tò mò về việc là anh Phan Anh là ai À, tại sao anh lại gửi những cái bài như này Những bài viết anh nó rất là chuyên môn, rất là chất lượng Thì tự khắc trong đầu, trong đầu Cứ liên tục nhiều bài như thế Liên tục nhiều bài như thế Hàng tuần nó sẽ có à, Liew Nester đúng không ạ Hoặc là Daily Week vân v Để chúng ta có thể à, gửi và tiếp cận khách hàng nhiều à, Tuy nhiên chúng ta cũng hết sức lưu ý Là chúng ta không nên gửi tần suất quá nhiều Bởi vì khi gửi quá nhiều như vậy Thì chúng ta cũng sẽ à, rơi vào cái tình trạng là à, Chúng ta sẽ không có được cái lượng mà à, truy cập tốt bởi vì nó sẽ rơi vào cái tình trạng SPAM các bạn hiểu ý tôi không ạ và chính vì như thế cho nên là à, chúng ta sẽ cần phải hết sức lưu ý đó là chúng ta à, cũng sẽ gửi hàng tuần hoặc là một tuần một hai lần thôi à, không nên gửi quá nhiều và một lần gửi thì chúng ta có thể gửi à, 3 đến 5 đường link những cái đường link chất lượng đấy à, và chúng ta liên tục gửi như vậy thì cũng sẽ rất là tốt bởi vì À, sẽ tăng được cái uy tín thương hiệu của chúng ta lên và tất nhiên nội dung bài viết của chúng ta hình ảnh video chúng ta đưa cho họ phải là những nội dung chất lượng à, những nội dung mà định hướng nhất quán về thông điệp và về à, định vị thương hiệu của chúng ta chứ chúng ta không gửi những cái bài ba lăng nhăng là nhằng ở chỗ khác và tất cả những cái nội dung chúng ta gửi đều phải là truy cập vào trong à, website hoặc là Facebook hoặc là YouTube của chính chúng ta chứ không phải là đẩy sang một cái trang bên ngoài các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Vâng, à, thì vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho các anh chị và các bạn Sơ lược cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng email marketing Để à, chúng ta có thể xây dựng thương hiệu cá nhân à, Cách này thì sẽ rất là tốt Nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải học thêm một cái bộ công cụ email marketing nữa Và đặc biệt là chúng ta cũng phải sử dụng email marketing trả phí Hàng tuần thì chúng ta cũng phải trả tiền cho cái công cụ mà chúng ta sử dụng à, Đâu đó khoảng 10 đến 20 đô la một tháng Tùy vào cái việc chúng ta sử dụng nhiều hay ít Thế thì chúng ta nên sử dụng như này Hoặc là nếu mà cái khối lượng của chúng ta chưa nhiều thì chúng ta có thể sử dụng gmail hoặc hotmail để chúng ta gửi à, nhược điểm thì tôi cũng đã nói rồi. Thế còn cái công cụ này có giúp ích cho việc xây dựng thương hiệu cá nhân hay không thì tôi khẳng định là có và rất là chuyên nghiệp và chúng ta có thể gửi kèm những cái bài viết kèm những quà tặng kèm những cái ebook hoặc là những cái cuốn sách mà chúng ta làm như dạng ebook hoặc là à, magazine tức là những cái cuốn tạp chí mà chúng ta có thể thiết kế ra đấy hoặc là những cái bản báo cáo report gì đó Chúng ta chia sẻ với họ rất là tuyệt vời để xây dựng thương hiệu cá nhân của chúng ta. Vâng, à, vừa rồi thì tôi đã chia sẻ với các anh chị và các bạn cái phần hướng dẫn sơ bộ các anh chị và các bạn là xây dựng thương hiệu cá nhân à, thông qua công cụ email hoặc là email marketing trả phí. À, xin chúc các anh chị và các bạn thành công. Nếu các anh chị và các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi để được tư vấn và trợ giúp qua địa chỉ email Phan anh Online, a gmail com facebook.com, sược phananhonline. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo.